Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh gần cầu Hậu Giang. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở hẻm 710 Hậu Giang. Nhà mình thuộc cư 6 Phú Lâm A và nhà thì nằm ngay chợ Phú Định thuộc phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha. Căn nhà này chủ nhà đang kêu bán mức giá hơn 1 tỷ rưỡi xíu thôi, 1 tỷ 560 triệu ha. Nhà mình có chiều dài đến 8 mét và nhà thì có kết cấu một trệt với một lầu. Nhà thuộc lô M cư 6 Phú Lâm, địa chỉ là 39 xẹt 77, số nhà là số đẹp ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu và giấy tờ hoàn công đầy đủ ha. Khu vực Vũ Hồng đang di chuyển là ngay chỗ hẻm 710 là đi vào chợ Phú Định nha cô chú chị, chợ Phú Định thuộc phường 12 quận 6. Mình rẽ trái là mình qua lô L, rẽ phải là lô M ha. Và căn nhà thì nằm đi bộ từ trong nhà đi bộ ra chợ cũng được nha cô chú anh chị. Hẻm này thông qua đường Kinh Dương Vương, chỗ Galaxy Kinh Dương Vương và thông qua hẻm 628 đường Hậu Giang, thông qua hẻm 29 đường Kinh Dương Vương ngay dòng xe Phú Lâm luôn nha. Đây là khu vực của đường hẻm 710. Cái nhà hẻm bên trái là mình đi vào cũng được nha cô chú anh chị. Hẻm bên trái là mình đi vào cũng được luôn chứ mình không cần đi thẳng theo Vũ Hồng ha. Bên tay phải thì mình sẽ bên tay phải là mình sẽ rẽ lại ngược đường Hậu Giang cô chú anh chị, và bên trái là mình sẽ đi cái hẻm này nè. Cái hẻm này thì nó trống, mình đi vô trong nhà nó dễ nè. Bên tay phải có một cái ngôi trường mầm non đó, bên phải là ngôi trường mầm non ha. Mình đi thẳng vào nha, mình đi thẳng vào mình thấy bên tay trái có một cái ngôi nhà gốc, đi thẳng nè, thẳng qua khỏi cái chỗ bán bún bò Huế này luôn. Bên tay trái thì sẽ có một cái căn nhà gốc, nó có cái camera lớn quan sát toàn khu vực này luôn á. Mình đi thẳng lên qua khỏi cái ngã tư mà hồi nãy nếu mình đi quẹo vô ngã tư đầu á, là ngay chỗ vị trí này nè. Hồi nãy mình quẹo vô đầu tiên đi vô thẳng luôn là mình sẽ đi đường hẻm này, đi lên một đoạn ha. Mình thấy số 97 mình sẽ quẹo bên tay phải nha. Đó, ngay đây nè, nó ngay cái cửa màu xanh nè, mình quẹo tay phải vào ha, đi thẳng vào đó, mình đi thẳng vào bên trong ha. Đó, đi thẳng vào bên trong thì thấy một căn nhà cao. Căn nhà cao là căn nhà lầu gốc xây 4 lầu á. Rồi mình rẽ phải, mình đi theo con đường này sẽ vô tới hẻm 39 nha. Hẻm 39 nằm bên tay phải. Nhà mình thuộc cư xá 45 A, hẻm thông ha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán mức giá chỉ có 1 tỷ 560 triệu thôi. Hẻm này là hẻm thông ha, thông dòng ngược ra lại chợ nha cô chú chị. Và thông dòng xuống hẻm 628 đường Hậu Giang, rẽ trái thì qua lại hẻm 27 đường Kinh Dương Vương. Căn nhà mình nằm bên trái nè cô chú chị. Mời cô chú chị bạn vào bên trong để mình xem căn nhà này nha cô chú chị. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở cái hẻm có địa chỉ là cư xá Phú Lâm ha, hẻm M39 nha. M39 cư xá Phú Lâm A thì gần chợ Phú Định, phường quận 8 quận 6 cô chú anh chị. Thì ở đây thuộc phường 12 nha. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị là căn nhà địa chỉ là M39/77. À, số nhà là số ông Thần Tài ha. Rồi gặp sẹt cái ông trời nha. Và căn nhà mình có chiều ngang là 2 mét và chiều sâu vào á là 8 mét nha cô chú anh chị. Nhà mình có hướng chính là hướng nam nha. À, thuộc cư xá Phú Lâm ha. Ở hẻm trước nhà thì rộng rãi nha. Hả, cô chú chị bạn nhìn nè, hẻm khá rộng rãi ha. Nhà mình có giấy chủ quyền hồng nha, nhà nằm 100% khu dân cư hiện hữu. Nhà này được cái hẻm mà mình là mới vừa làm luôn ha cô chú chị. Hẻm mới vừa làm luôn, cực kỳ thông thoáng ha. Chú chị bạn nhìn nè ha. Hiện tại thì nền nhà của mình cao hơn mặt hẻm là khoảng 2 tấc ha. À, nhà mình được cái ban công đưa ra ngoài thêm khoảng được đâu khoảng một tấc. Nó ban công này ở ngoài này đúc thiệt nha. Ồ, 1 mét ha. Nó lộn thì nói lại. Ban công trên lầu đưa ra thêm 1 mét nha cô chú anh chị.
Rồi mời cô chú chị bạn vào bên trong để xem nhà ha. Căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 1 tỷ 560 triệu nha cô chú anh chị. 1 tỷ 560 triệu ha. Nhà có giấy chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên ngay chợ Phú Định, phường 12 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha. Chợ Phú Định của quận 6 chứ không phải là quận 8 nha cô chú anh chị. Hẻm 710 đi vô á. Nhà mình có điện chính, nước chính, chủ quyền hồng. Căn nhà này chủ nhà mới vừa sửa chữa ha. À, cải tạo nguyên căn luôn nên còn mới đẹp lung linh. Ngang 2m và chiều dài là 8m nha. Đây nhìn gạch ở dưới này ha, chiều ngang là 3 miếng gạch với 2 tấc nữa nha cô chú anh chị. Nhà thì được ốp gạch cao lên khoảng 1m2 rồi. Cửa thì chủ nhà sử dụng cửa sắt giả nhôm sinh pha nha. Đó, và cả bên trong là có màn rèm ha. Rồi mời cô chú chị bạn vào bên trong để xem nhà. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì mình đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng nha. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc 1 tỷ rưỡi này thì hãy chia sẻ cho họ video clip này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Được cái là nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết á cô chú anh chị. Cầu thang thì nằm ở giữa nhà và ở phía đây là có một cái bếp và bên đây là chỗ rửa nha. Và nhà vệ sinh thì nằm ở cuối bên tay trái. Tường nhà vệ sinh thì được chủ nhà dán cao lên đến trần luôn ha. Chú Hồng đang đứng ở cuối nhà nè, mình nhìn ra phía trước này ha. Chiều dài nhà mình là 8m nha cô chú anh chị. Phía khu vực ở cầu thang với phía phòng khách bên ngoài thì chủ nhà có làm một bức vách ngăn bằng gỗ cắt CNC ở dưới là xây nha. Và cái nền phía sau này là cao phía trước là khoảng 1 tấc các cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình giúp chú Hồng đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà. Ở vị trí này là chủ nhà làm sẵn chỗ cho mình lắp máy giặt ở dưới đây rồi ha. Đây, khu vực này khu vực bếp. Mời cô chú chị và bạn lên trên lầu ha để mình xem khu vực trên lầu. Trên lầu thì có thêm một nhà vệ sinh, nhà mình được 2 cái nhà vệ sinh nha. Đây khu vực nhà vệ sinh trên lầu nè. Nhà vệ sinh trên lầu thì sử dụng cửa lùa ha. Đấy, sử dụng cửa lùa nha. Tường nhà vệ sinh thì được dán lên cao 2m. Ở phía sau thì có một cái cửa sổ để mình lấy gió, lấy sáng từ phía sau ha. Ở khu vực phía trước, nếu mình cần 2 phòng thì mình làm 2 phòng. Còn mình không cần 2 phòng thì mình làm 1 phòng thôi ha. Cửa phòng thì chủ nhà làm bằng cửa lùa nha. Chủ nhà xài bằng cửa lùa ha. Và vách nhôm nha cô chú anh chị. Ở phía trước thì chủ nhà có làm bằng cửa sắt và có lan can, ở phía bên ngoài cũng bằng sắt luôn. Và ở trên thì có khoảng thông gió bên trên, làm ở trên bằng sắt và có màn rèm đầy đủ hết luôn. Đây khu vực nhà vệ sinh ha. Và phía trước là khu vực phòng. Vũ Hồng xin nhắc lại chiều ngang của nhà mình là 2m và chiều dài nhà mình là 8m nhưng cô chú chị, nhà có giấy chủ quyền hồng, nằm 100% khu dân cư hiện hữu. Nhà thuộc lô M645M39 ha. Số nhà là 77 ha. Ông trời và ông thần tài nhỏ và ông trời nha cô chú anh chị. Nhà mình có hướng chính là hướng nam, nhà nằm gần chợ Phú Định của quận 6 ha, hẻm 710 gần cầu Hậu Giang.
Đây phòng phía trước nè, mình nếu mình cần ở đây hai phòng thì mình có thể ngăn đây thành hai phòng vẫn được các cô chú anh chị. Tường nhà ở đây thì cũng được dán cao lên là 1m2. Bên ngoài là cái ban công nhà mình nè ha. Ở đây thì chỉ là sàn bằng cửa sắt nha. À, có rèm nè. Đây ban công phía trước nhà mình làm chỗ về đồ rồi ha. Hẻm trước nhà khoảng 3 mét hướng nam nha cô chú anh chị. Khu vực 100% khu dân cư hiện hữu nha. Không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Phía trước này ở trên là có làm bạc nè ha. Ở trên làm có bạc che lại bằng tấm bu ly nha. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà ở cư xá Phú Lâm A. Căn nhà này có mức giá là 1 tỷ 560 triệu ha. Nhà mình có kích thước ngang 2m và chiều dài là 8m. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu. Nếu mình làm thì làm được hai phòng, hiện tại thì có một phòng, hai nhà vệ sinh nha. Và nhà có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng trang tên. Và căn nhà này chủ đang kêu bán mức giá là 1 tỷ 560 triệu ha cô chú anh chị. 1 tỷ 560 triệu mua bán ký công chứng sang tên sổ Hồng, nhà nằm gần chợ Phú Định nha. Hướng chính là hướng nam. Nếu cô chú chị bạn thấy căn nhà này ưng ý thì hãy liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và làm việc trực tiếp với chủ nhà ha. Nhà mình được hai nhà vệ sinh nha. Nhà có giấy chủ quyền Hồng và chỉ có mức giá là 1 tỷ 560 triệu thôi. Cô chú chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua nhà có giấy chủ quyền Hồng ở khu vực cư xá 45A, quận 6 gần cầu Hậu Giang thì mình đi xem căn nhà này ha. Để mua được sớm nha. Nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà thì hãy chia sẻ cho họ video nếp này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều ha. Số điện thoại liên lạc 0933 797979. Nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu ký gửi nhà tại thành phố Hồ Chí Minh thì liên lạc Vũ Hồng qua số 0933 787878. Vũ Hồng sẽ tới review nhà và đăng lên YouTube bán nhanh cho cô chú anh chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.